Chào cả nhà, thì hôm nay Thảo Vi có dịp đi Củ Chi thì ghé cái quán bò tơ Vịnh Xuân này cả nhà, ở trên quốc lộ 22 của xã Tân Đông Hội Củ Chi cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng mình đi về Củ Chi thì bây giờ ghé ở một cái quán để mà ăn chiều á cả nhà. Đây là quán bò tơ, có rất là nhiều món bò luôn. Thì Vi với anh Thảo ghé đây ăn rồi thưởng thức xong rồi giới thiệu với cả nhà luôn. Thì hôm nay kêu rất là nhiều món, bây giờ món nào ra trước thì mình ăn trước nha cả nhà. Đây là cái món bò, cái này là bò hấp cuốn rau rừng bánh tráng nha cả nhà, ăn với mắm nêm hoặc là cái mắm này là mắm gì nha, mắm chua. Thì nó có mắm chua đó cả nhà, có nhiều con nãy Vi nói là có thể là mắm cá cơm đó cả nhà. Đây mắm này giống như mắm cá cơm vậy á. Rồi cả nhà, mắm này là người quán đã pha sẵn rồi nha cả nhà. Bây giờ chúng ta ăn thôi thì Vi sẽ cuộn rau. Đây là cái mâm rau này cả nhà. Mâm rau này thì rau rừng, có nhiều loại rau rừng chắc mình không biết tên hết đâu. Bò tơ Củ Chi thì đặc biệt ăn với cái rau rừng, những cái rau rừng này là gọi là rau dài á cả nhà. Thì nếu mà ví dụ ở Sài Gòn thì nó cũng có, ở về trung tâm Sài Gòn thì cũng có, nhưng mà không được đa dạng nhiều giống như lên Củ Chi. Thì khách mà đi Củ Chi thì ai cũng ghé mấy cái quán bò tơ, bây giờ là cái hệ thống bò tơ nó ra nhiều lắm. Nhưng mà cái quán Bình Xuân này thì hai vợ chồng có ghé nhiều lần rồi. Cứ đi mà đói bụng là ghé ở đây. Bây giờ Vi cuốn bánh tráng ăn trước, ăn cái món bò hấp trước nha cả nhà. Cái món bò hấp này ngon lắm, nóng hổi mình ăn trước. Giờ Vi kiếm rau mình, cộng rau này nè cả nhà, cộng rau này rất là thơm luôn. Cái đó rau xa xì hả? Em đúng là nó giống như rau xa xì hay sao á, nó có mùi thơm của xa xì. Bò tơ này thì nó đặc biệt là nó sắc rất là dài nha, chỉ là dài là có nghĩa là nó dài hơn so với nhiều cái quán ở Sài Gòn thôi chứ đó, nhưng mà thực tế là bò cũng rất là mềm chứ không có phải là dài, nhưng mà quá dai ăn không có được đó cả nhà. Và đặc biệt ở bò Củ Chi cả nhà là nó có nạc vừa da gì này cả nhà, đây rất là ngon luôn. Người thông cảm xíu là cái này là mình tự ăn cho nên mình nói theo nhu cầu á, mình thích ăn rau nào mình bỏ vô mình ăn, gói theo của mình cho nên không đẹp chút nha cả nhà, chứ không có giống ngoài quán này, người ta bán chuyên nghiệp thì người ta gói cái cuốn nó đẹp hơn, nó tròn hơn. Cái bò tơ này mà chấm với cái món mà mắm chua này thì rất là ngon này cả nhà. Đâu có sợ trời mưa, ăn cháo xong rồi về là vừa. Hôm nay hai vợ chồng
đi làm xong rồi đói bụng quá ghé ăn bò, mà có kêu thêm một cái món cháo bò nữa. Ừ. Trời mưa này ăn cho ấm. Hôm nay gọi hai vợ chồng sẽ ăn bò hấp nè, rồi bò nhúng nè, rồi cháo bò nữa. Rất là ngon. Mời cả nhà thưởng thức cùng hai vợ chồng Thảo Vy nha. Hai. Nãy giờ Vy ăn mà Vy bên mời cả nhà, xin lỗi cả nhà. À, giờ mời cả nhà ăn cùng Thảo Vy cái món này trước nha. Ăn cái món này ngon quá à. Bây giờ cuốn thêm một chấm nữa, một cuốn nữa chấm cái mắm nêm thử. Hôm nay chú Thảo order rất là nhiều món luôn á Xuân Vy. À, chú Thảo ví dụ có order thêm phần ăn của Xuân Vy nữa cho nên kêu rất là nhiều nha. À, mời Xuân Vy ăn bò cuốn với chú Thảo nha. À, xin mời cả nhà. Đây cả nhà, đây là cái món bò nướng. Đây, thì cái này thì nếu mà ai mà không có thích nướng á, thì mình có thể là nhờ bếp người ta nướng giúp cho mình luôn. Còn đây thì mình thích nướng theo cái ý của mình á, thì mình tự nướng. Cái gù bò này là cái phần lưng trên cái gù trên lưng của con bò đó cả nhà, chắc cũng có nhiều người biết lắm rồi đó, nhưng mà nếu ai cũng biết thì để ý cái phần này là cái phần nó nổi trồi lên trên cái lưng con bò á. Có rất là ít, con bò chỉ có một cái phần này khoảng vài ký thôi à. Bò chín rồi đó. Đây. Đây là món thứ ba trong cái series menu của quán bò Bình Xuân cả nhà. Nên order khi mà đến quán. Gù bò nướng. Hôm nay là ăn toàn bò tại ghé quán bò mà. Họ ướp gia vị có thấm không? Thấm. Ướp gia vị đều à. Nhưng mà quan trọng cái gù bò này là nó không có bì dai và nó cũng không có ngán, nó có giống như là thịt vừa mỡ vừa nạc vậy đó. Còn hai miếng à? Thấy chua hả? Thấy chua. Tại vì tôi không thích ăn đồ dai nên tôi cảm thấy nó hơi dai. Nhưng mà nếu mà mọi người thích cái độ giòn giòn mà dai dai thì có lẽ là thích cái này. Tại vì giống vậy từ nhỏ Vy đã không thích ăn cái đồ mà giòn dai dai á. Cái gia vị ở đây ướp rất là thấm mọi người ơi. Ở bên ngoài thì hơi mặn mặn, có cái vị cay nha.
chấm vô muối tiêu, muối tiêu chanh chút xíu nữa là ngon, ngon hết sảy luôn. Nếu mà có đến quán này nhớ gọi món này nha cả nhà. Gù bò nướng. À, gù bò nướng này rất là ngon luôn cả nhà. Họ ướp gia vị rất là thấm, nhưng mà có cái là hơi cay thôi. Cái này ăn chơi hoặc ai nhậu thì rất là hợp lý luôn á. Giấm. Giấm. Bò nhúng giấm. Hay là cái thằng bò bò tươi. Em bỏ vô một chút cái hành á. Đúng rồi. Mình cho cái hành này vô. Rồi mình ăn chừng nào thì mình nhúng chừng đó cho nó ngọt á cả nhà. Uống với rau rừng luôn á cả nhà, hoặc ăn không cũng được, thì tùy sở thích của mọi người thôi. Mình có thể ăn gì luôn nào, chấm với mắm rồi chút hành. Cái này thì cả nhà đừng có nhúng, nhúng nó chín quá, nó vừa tải tới cái giống như mình ăn bò tái vậy đó. Thì nó sẽ ngọt. Lắc qua lắc lại rồi đó. Nóng hổi luôn. Bò nhúng giấm á, ngọt lắm á cả nhà. Cái này thì mình có thể là chấm với cái này hình như là mắm nêm hay gì á. Mắm nêm á. Đúng rồi. Rất là ngon luôn. Đây là món cháo nè cả nhà.
có đậu phộng ở trong đây á. Trong cái nồi cháo này đúng là có đậu phộng này cả nhà, có nghệ nè, có gừng nè, có sả nè, cho nên Vi thấy rất là thơm. Và cháo rất là ngọt ngọt bởi vì nấu rất là nhiều cái phần mà xương bò rồi sụn bò rồi hả gân bò đuôi bò đó cả nhà. Đây ai mà thích ăn cái giòn giòn nhai dai là hả ăn cái cục giò bò này nè, món giò này nè, rất là ngon. Và đặc biệt cái cháo thì ngon thiệt, nếu mà trời mưa là ghé đây mình kêu một nồi cháo cả nhà ăn được. Theo Vi đó thì cái nồi cháo này chắc phải 3 người ăn đó, chứ không 2 người là Vi xin phép mời cả nhà ăn với Vi nha. Hồi nãy giờ là ăn từng món một món, bây giờ là tổng kết lại là hôm nay nhà Vi ăn 4 món. Thì nếu mà cả nhà có dịp đi lên Củ Chi ngay đoạn đường này thì ghé cái quán bò Hồng Xuân này nha cả nhà. Địa chỉ và thời gian cái phần mô tả của video cả nhà nhớ xem hết Vi. Bây giờ Vi xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo để ăn hết những món này cái đã rất là nhiều rồi. Xin chào cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha. Hai vợ chồng phải tranh thủ ăn cho nó nóng. Hôm nay là hai vợ chồng order rất là nhiều luôn. Chú Thảo Di Út mời Xuân Vi nha. Ăn cháo với chú Thảo, ăn cháo bò. Xuân Vi ăn cháo bò này ngon lắm á. Xuân Vi là ăn rất là ngon á. Đây cái cục gân bò mình chấm vào cái chén cháo một cái. Trời ơi, ngon hết hồn vậy luôn.